Hai tàu cá vỏ thép Hoàng Anh 01 và Sunfish 01 là hai mẫu tàu đánh cá lưới vây do Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam thiết kế và đóng mới, bàn giao cho ngư dân. Tuy nhiên, qua những chuyến đi biển gần đây, thì hai tàu này đã gặp trục trặc nghiêm trọng gây thiệt hại về vật chất và khiến cho ngư dân hết sức lo lắng. Ngày hôm nay, ngư dân Mai Văn Thành ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chủ tàu Hoàng Anh 01 vừa được cứu nạn cho biết chuyến đi biển không thành công khi con tàu liên tục gặp sự cố. Ngày 5 tháng 8, khi bắt đầu đánh cá thì trục tời kéo lưới đã bị gãy. Các thuyền viên đã hàn lại để tiếp tục công việc. Tuy nhiên, đến ngày 24 tháng 8, máy chính của tàu tiếp tục hỏng nặng, không thể khắc phục được. Thuyền trưởng Văn buộc phải để tàu chết máy thả trôi và gọi cứu hộ lai dắt về cảng. Chuyến đi này hoàn toàn mất trắng. Chi phí vận hành tàu, sửa chữa, ngư dân sẽ phải chịu. Còn về trường hợp của Sunfish 01, chủ tàu Lê Văn Sang, quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết, tàu có rất nhiều lỗi về mặt thiết kế. Ngoài sự cố gãy tời, thì tàu còn vướng phải lỗi thiết kế rất đáng ngại khi cabin to, gây ra hiện tượng rung lắc rất đáng sợ. Hiện tượng này còn có thể khiến ngư dân rơi xuống biển bất kỳ lúc nào. Hiện Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam đang xem xét các vấn đề về bảo hiểm và bồi thường với những thiệt hại của hai mẫu tàu cá này.